Chào các bạn, hôm nay thì mình có một ít trùng chỉ, mình quyết định là bồi dưỡng cho cái bộ cá full red guppy này của mình. Thì sau vài ngày bọn chúng đẻ thì hôm nay mình sẽ vô cái mồi này là hàm lượng đạm khá cao cho bọn chúng đó các bạn. Ấy, thì mình sẽ tiến hành cho bọn chúng ăn trùng chỉ, các bạn hãy theo dõi cái. Xin chào các bạn, hôm nay thì sau một vài ngày cái cá full red guppy của mình nó đẻ đó các bạn, thì hôm nay mình bồi dưỡng cho chúng bằng một cái mồi khá là đạm, khá là cao, là trùng chỉ nha các bạn, để mình cho các bạn xem bọn chúng có thích cái mồi này hay không nhé. Đấy, mình đã thả cái cục trùng chỉ vào rồi này. Đấy, xem bọn chúng có thích cái mồi này hay không. Do mấy hôm nay trời ban đêm cũng nó cũng khá là lạnh, cho nên hôm nay mình thấy cái bộ cá này của mình cơ bản nó có vẻ hơi yếu đó các bạn. Có cái con trống nó muốn lắc lắc, các bạn thấy không, nó hơi lắc nhẹ một chút xíu ấy, hơi túm đuôi nữa, chắc là do nhiệt độ thấp quá. Mặc dù mình cũng đã có làm nhiều cái biện pháp nhưng mà nó cũng vẫn bị đây. Đây, hơi buồn cho cái vấn đề này một chút xíu. Đấy, có con cống mé trong nó hơi bị lắc nhẹ, túm túm đuôi đó các bạn thấy không? Đây. Cảm thấy bọn chúng không được khỏe cho lắm, thành ra bọn chúng cũng không có thích, bọn chúng không có thích ăn cho lắm đó các bạn. Nên nay trời lạnh quá, mặc dù nước này á, là nước mình ngâm từ lá bàn ra thì nó cũng có phần rất là khá nhiều cái loại bệnh rồi, nhưng mà do cái thời tiết này nó khá xấu, không là mình cũng không có thay nước, không dám thay nước nó nhiều luôn, mình không dám mà đụng tới bọn chúng nhiều luôn. Thời tiết này nó ban ngày thì rất là nóng nhưng mà ban đêm thì rất là lạnh, chênh lệch nhiệt độ quá cao. Có thích nghi tốt cái đâu thì nó cũng sẽ chịu không nổi thôi các bạn ạ. À, tại vì thể trạng của bọn chúng quá nhỏ mà, người của mình nó thì còn bệnh đây, huống chi là những con cá này, anh thấy không, nó hơi bị lắc rồi đấy. Để một chút xíu mình đi ra ngoài tiệm mình mua một chút xíu thuốc về mình vô cái hồ này mới được. Đó, thấy bọn chúng lắc mà thấy tội luôn, thấy con cá trống lắc mà thấy tội, sống lắc mà thấy tội luôn các bạn ạ. À, ơi mình rất là thích cái bộ cá này, nó mình rất là thích cái bộ cá này luôn, cái màu rất là đẹp, rất là sặc sỡ. Đấy, để một chút xíu mình sẽ chạy ồ ra tiệm mình mua chút xíu thuốc về mình vô cho nó mới được, sốt ruột quá các bạn ạ. Nó thật sự là mấy bữa nay là mình không dám thay nước cho nó luôn ấy, sợ thay đổi môi trường, thay đổi nhiệt độ còn thay đổi môi trường nó con chúng sẽ bị bệnh. Nhưng mà không ngờ nước thì, nhưng mà không ngờ bọn chúng vẫn bị lắc.
Nước thì các bạn thấy vàng vậy thôi, nhưng mà cũng khá là trong đấy, chỉ có cặn đóng ở dưới đấy hơi nhiều một xíu. Hôm nay có thể nói khá buồn cho cái vấn đề này một chút xíu rồi các bạn ạ. À, cái con nhé này tính đu luôn nè. Ê, thật sự rất là buồn đây. Hy vọng khi mà sau khi vô thuốc thì dồn chúng sẽ ổn các bạn. Mình cũng không biết nói sao về vấn đề này. Trị lắc thì nó có rất là nhiều, rất là nhiều phương pháp. Đấy, cái này mình nghĩ là lắc bằng nhiệt, lắc do cái nhiệt độ quá thấp, nhưng mà mình cũng phải mua một số loại thuốc mình phòng hờ những cái do cái vấn đề khác phát sinh. Thì do cái nhiệt độ nước thấp thì mình cũng dễ khắc phục thôi, mình chỉ cần nâng nhiệt độ nước lên một xíu thôi là ok rồi. Chỉ cần nâng nhiệt độ nước lên một chút xíu thôi là ok rồi. Nhưng mà do những cái vấn đề khác phát sinh rồi thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Bạn thấy không? Nó lắc quá, càng ngày càng thấy nó lắc càng nhiều luôn. Có hàng chú cá mái cũng túm đuôi đây. Thấy bọn chúng rất là càng ngày đây các bạn ạ. Chú cá trống này lắc quá. Hy vọng là bọn chúng chỉ lắc do nhiệt độ thấp thôi các bạn. Do một số nguyên nhân khác thì cái này nó cũng hơi khó trị luôn đó các bạn. Tại vì cái bệnh lắc này sẽ dẫn đến rất nó sẽ là một cái tiền đề cho rất rất là nhiều cái loại bệnh khó, rất là khó trị và gây chết cá rất là nhiều sau này, như nấm mang này, như thối vây này ấy. Thành ra mình phải ngăn chặn ngay từ đầu, khi mà phát hiện cá mình bị lắc thì mình phải ngăn chặn ngay từ lúc đầu luôn các bạn, trị cho bọn chúng hết.
Nếu không thì sau này hậu quả thì sẽ rất là tồi tệ luôn đấy. Sau cái video này thì mình sẽ phải vô thuốc cho cái lỗ cá này rồi các bạn. Không mà bữa nay là phát hiện một cái sự ngoài ý muốn cũng hơi buồn buồn ở đây. Video của mình xin phép được kết thúc. Mình xin phép dừng ở đây để mình chạy ra ngoài tiệm mình mua thuốc về mình vô cho cái lỗ cá này của mình. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.